quý vị và các bạn, nằm trên dải đất hẹp nhất miền Trung, Quảng Bình tự hào là miền quê có bề dày truyền thống lịch sử và những nét văn hóa độc đáo từ xa xưa. Trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ hay những mất mát do thiên tai, bão lũ, người Quảng Bình vẫn anh dũng, ngoan cường, vượt lên tất cả để cùng nhau xây dựng quê hương ngày một khang trang. Chính vì lẽ đó, đất và người Quảng Bình luôn là cảm hứng vô tận để văn nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo. Từ những tên đất, tên làng, những danh lam thắng cảnh, đến những danh nhân kiệt xuất của mảnh đất này đều đã đi vào thơ ca, nhạc họa với những hình ảnh đáng tự hào và ngưỡng mộ. Chuyên mục tác giả tác phẩm kỳ này sẽ giới thiệu đến quý vị một sáng tác mới về Quảng Bình, một bức tranh lung linh, sinh động về quê hương được vẽ bằng chất liệu âm nhạc của nhạc sĩ Ngọc Tân và tác giả thơ Hoàng Hữu Thái. Quảng Bình đi anh, quê em gái ơi, đâu đất nữa, nơi bao sóng gió lao nắng luồn, những tình người mộc mạc thủy chung. Về Quảng Bình đi anh, nghe giọng nói mô tê sông rửa, những vui em tâm lòng kiến giang xanh thơ mộng ân Quý vị và các bạn thân mến, 30 năm công tác trong nghề báo, ít ai có thể biết được rằng nhà báo Hoàng Hữu Thái, tổng biên tập báo Quảng Bình, lại là một người rất đam mê thơ. Anh có khá nhiều tác phẩm hay và một số tác phẩm đã được phổ nhạc thành công. Nhà báo Hoàng Hữu Thái sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Bố anh là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mặc dù vắng bóng người cha từ những ngày chập chững biệt đi, nhưng anh đã được lớn lên trong sự chở che và tình thương bao la của mẹ. Những năm 80 của thế kỷ trước, sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh theo học Đại học Tổng hợp Huế, rồi kể duyên và gắn bó với nghề báo từ đó đến nay. Không chỉ được biết đến với hình ảnh là một người làm báo nhiệt huyết, một người làm công tác quản lý có trách nhiệm, nhà báo Hoàng Hữu Thái còn được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến và trân trọng bởi những tác phẩm thơ tràn đầy cảm xúc.
tình cảm gia đình, những thăng trầm của cuộc đời, những yêu thương, hờn giận, những khao khát và tiếc nuối chính là khơi nguồn cảm xúc, là dòng nhiệt huyết xuyên suốt cả tác phẩm của anh. Với ý thơ giàu hình ảnh và tình nhạc, tác phẩm Về Quảng Bình Đi Anh sau khi được nhạc sĩ Ngọc Tân chấp cánh giai điệu cũng đã phần nào chinh phục được công chúng khán giả. Tôi là người làm báo cho nên cũng may mắn được đi nhiều nơi trên quê hương đất nước mình. Và sau mỗi chuyến đi trở về thì tôi càng thấy yêu quê hương Quảng Bình mình hơn. Quảng Bình có rất là nhiều danh thắng nổi tiếng. Quảng Bình cũng được mệnh danh là vương quốc của hang động, với những cái điển hình như là hang Sơn Đòn, rồi Đồng Thiên Đường. Quảng Bình có phụng chùa Đảo Yến là nơi mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ. Cũng là nơi có nhiều cái địa danh lịch sử ghi dấu những cái chiến công hào hùng. Con người Quảng Bình thì hào hiệp, mến khách và anh dũng, kiên trung. Tất cả những cái điều đó nó như là cái mạch nguồn phù sa, nó âm thầm chảy và nó bồi đắp trong tôi cái tình yêu quê hương đất nước. Và nó tạo lên nhiều cái cung bậc cảm xúc ở trong tôi và nó bật lên, bật trào thành những cái vần thơ. Bài hát Về Quảng Bình Đi Anh ra đời như là một cái mối duyên kỳ ngộ. Có lẽ cũng như tôi, cái tình yêu quê hương Quảng Bình ở trong ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Tân cũng rất là đậm sâu. Chính hai cái sự đồng điệu nó đã làm nên cái bài hát Về Quảng Bình Đi Anh. Với công chúng yêu nhạc Quảng Bình, có lẽ cái tên ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Tân không phải xa lạ. Bởi lẽ ngoài cương vị là phó giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, anh còn là tổng đạo diễn của nhiều chương trình nghệ thuật lớn trong tỉnh, là người dàn dựng hàng loạt các chương trình và tiết mục văn nghệ giành được giải thưởng cao tại các hội diễn, hội thi, các liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh, khu vực và toàn quốc. Năm 1977, sau khi giành được giải thưởng cao nhất tại Liên hoan Tiếng Hát Sinh viên Toàn quốc, nhạc sĩ Ngọc Tân bắt đầu theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Được sự giúp đỡ của các nhạc sĩ nổi tiếng, giọng ca trầm ấm và truyền cảm của anh ngày càng phát triển. Và năm 1990, anh trở thành ca sĩ chính của Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Quảng Bình, nay là Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Bình. Cùng với đó là huy chương bạc hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc với ca khúc Nhớ Nhật Lệ. Năm 2001, nhạc sĩ Ngọc Tân được điều động về làm công tác quản lý tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Anh tiếp tục gặt hái thành công ở nhiều lĩnh vực như đạo diễn, dàn dựng chương trình nghệ thuật, viết kịch bản, tiểu phẩm tuyên truyền, hoạt cảnh dân ca, sáng tác ca khúc. Năm 2010, anh được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ca khúc Về Quảng Bình Đi Anh là tác phẩm mới nhất của nhạc sĩ Ngọc Tân sau cả ca khúc đã phổ biến như Tượng Đài Màu Xanh, Về Với Quảng Ninh, Quảng Bình Hò Hủy Hò Khoan. Với lời ca ngọt ngào và âm hưởng dân ca đặc trưng, ngay trong lần đầu tiên được biểu diễn tại chương trình nghệ thuật tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ca khúc Về Quảng Bình Đi Anh đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Bài thơ đó đã nêu bật được những cái di tích lịch sử, những cái danh lam thắng cảnh của quê hương Quảng Bình. Một mảnh đất rất đẹp, rất hiền hòa, rất độ nhân hậu với tấm lòng của nhân dân Quảng Bình. Chính vì thế, cảm tình với cái bài thơ này thì tôi bắt đầu mới suy nghĩ và phổ nhạc. Trong một cái bài thơ nó cũng rất dài, nhưng mà tôi phải chắt lọc lại những cái địa danh chính, những cái danh lam thắng cảnh chính để đưa vào các khúc, để muốn để vẽ một bức tranh thay lời của nhà thơ, tôi lại vẽ lại một cái bức tranh nó cô đọng hơn để gửi đến cho quý vị khán giả. Khi lựa chọn cái tiết tấu âm nhạc và giai điệu cho ca khúc, tôi muốn đi vào tâm khảm của mọi người những cái chất dân gian của Quảng Bình hiện tại. Chính vì tôi chọn cái âm hưởng dân gian. Về Quảng Bình đi anh, quên gánh hơi đâu đất nước, nơi bao sóng gió lao nắng lùa, những tình mộc mạc thủy chung. Về Quảng Bình đi ơi, nghe giọng nói mô tê răng rửa những quê em
sơn đón đây tuyệt tác giữa trần gian. Về Quảng Bình nghe dòng hò hoan, thăng cánh có bay cánh đông hai miền. Mai che mai ba, mai sấp mai nền, dòng Kiên Giang xanh thơ mộng ân tình. Về miền Trung anh ghé Quảng Bình, nghe ca trù đồng dương, lệ kiều Quảng tim há sim hò thơ, đập trong mơ con làm sao quên được. Đào yên vũng chùa ru đài tướng lưng cô, về Quảng Bình đi ơi, nghe kể chuyện bên sông, mái treo mẹ đưa giữa dòng sông trắng xóa. Từ nằm cánh sương sao lang đánh giặc, cổng trời cha lo trà an phu lai, hàng tam cô lưu sử sách muôn đời. Em kể anh nghe chuyện đất chuyện người, nơi quê hương còn nhiều gian khó, vượt qua bao sông cùng dựng xây quê. Ơi Quảng Bình nghĩa nặng tình sâu, vượt qua bao sông cùng dựng xây quê mẹ. Ơi Quảng Bình. Quý vị, hát về Quảng Bình đã có nhiều ca khúc hay của các nhạc sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, chỉ trong nội dung một ca khúc thì rất ít tác phẩm có thể nhắc đến cùng lúc nhiều địa danh và tên gọi trên mảnh đất nhiều di sản văn hóa và di tích lịch sử này. Với ca khúc Về Quảng Bình Đi Anh, khán giả như được chứng kiến một bức tranh toàn cảnh về đất và người Quảng Bình. Tác giả đã sử dụng lối kể chuyện mộc mạc, lời ca nhẹ nhàng, giai điệu mang âm hưởng dân ca miền Trung gần gũi, chân chất để giới thiệu về quê hương với những hình ảnh đặc trưng như quê em gánh hai đầu đất nước, nơi bão sông, gió Lào, nắng lửa, nhưng tình người mộc mạc thủy chung. Ca khúc liên tiếp nhắc lại cụm từ Về Quảng Bình Đi Anh như một lời mời gọi thiết tha của người dân Quảng Bình đối với bè bạn và du khách. Về Quảng Bình Đi Anh sẽ không có gì phải tiếc nuối, bởi em sẽ kể anh hay chuyện tình phong nha cõi trần, cõi mộng. Suối mọc từ đâu, thiên đường gió lộng, sơn đòn đây tuyệt tác giữa trần gian. Tác giả cũng đã khéo léo đan xen giới thiệu về Lệ Thủy, miền quê của di sản Hò Khoan, cùng với những địa chỉ, những nét văn hóa truyền thống độc đáo của quê hương như ca trù Đông Dương, lễ kiều Quảng Kim, hò thuốc Minh Hóa, đập trống Ma Con và không thể không nhắc đến vũng chùa Đảo Yến, nơi ru rước ngàn thu của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không chỉ thắng cảnh và đặc trưng văn hóa Quảng Bình, tác giả cũng đã tự hào kể về truyền thống anh dũng chống ngoại xâm qua các địa danh như Cử Nẫm, Cảnh Dương, Cổng Trời, Cha Lo, Trà An, Phu La Nhíp, Hàng Tảm Cô. Chỉ trong nội dung một ca khúc với những khuôn khổ sáng tác, có thể khẳng định tác giả của ca khúc Về Quảng Bình Đi Anh đã thành công bởi ý tưởng vẽ nên một bức tranh quê hương giàu màu sắc như thế bằng âm nhạc. Không chỉ giới thiệu về quê hương, tác giả cũng đã thể hiện được cảm xúc tự hào về miền quê nơi mình sinh ra, cùng với đó là sự hứng khởi và niềm tin bước vào tương lai. Tôi nghĩ đây là một cái tác phẩm khá thành công bởi vì tác giả đã vận dụng rất linh hoạt giữa cái yếu tố dân gian và những cái nét mới của Quảng Bình. Và sau khi nghe cái bản thu thanh thì tôi cảm nhận rằng đây là một cái bài hát nó rất là mộc mạc, nó rất là dễ thương và hội tụ, cái điều quan trọng là hội tụ tất cả những cái lời thơ, ý nhạc
để nổi bật lên là những cái địa danh, thắng cảnh, những cái vẻ đẹp của một Quảng Bình đổi mới. Và tôi tin chắc rằng cái tác phẩm về Quảng Bình đi anh của nhạc sĩ Ngọc Tân và dựa trên bài thơ của Hữu Thái sẽ nhanh chóng lan truyền. Và đây là một cái tác phẩm mà sẽ được công chúng đón nhận. Bằng những cái ca từ rồi những cái giai điệu của bài hát về Quảng Bình đi anh thì tôi mong muốn bạn bè trong nước quốc tế biết đến Quảng Bình, về với Quảng Bình và người Quảng Bình luôn mở rộng lòng để đón bè bạn. Vâng, để du khách và bạn bè Nam Châu biết đến Quảng Bình, về với Quảng Bình, chắc hẳn sẽ cần nhiều hơn nữa những tác phẩm văn học nghệ thuật được sáng tác bằng cảm xúc như ca khúc Về Quảng Bình đi anh của hai tác giả Hoàng Hữu Thái và Ngọc Tân. Để khép lại chuyên mục tác giả tác phẩm kỳ này, mời quý vị và các bạn một lần nữa nghe lại trọn vẹn ca khúc này qua sự thể hiện của ca sĩ Nguyệt Minh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau. Chuyện bên
anh có bao.